Chị Kiều Loan đâu em mất tiêu vậy? Hôm bữa Donna cái khúc bài Nồi lửa lên em mà được viral ấy, thì Donna có thấy có nhiều comment lắm, không phải một vài đâu. Có nhiều comment ý là Donna đọc ở nhiều cái bài đăng khác nhau á, account khác nhau á, thì mọi người đang nói là em này, nó nói là khen Luna, nói là em này dễ thương, xong rồi hát hay, nhìn kiểu giản dị thân thiện gần gũi, em này mà biết làm ở nữa là tuyệt vời. Xong rồi có mấy bạn vô comment nói là bạn này có khi người ta sinh ra đâu phải là để làm công việc nội trợ đâu. Luna biết làm nha, nhưng mà Luna không có làm giỏi, với lại Luna cũng không có cái thời gian để mà mình làm thường xuyên á. Cho nên là lúc nào rảnh hoặc là lúc nào mình cảm thấy mình hứng thú thì mình sẽ chủ động sắp xếp thời gian để mình làm thôi. Chứ còn Luna sống ở đây một mình á, cái cũng đi đi về về hoài, cho nên là cũng ít khi nào mà mình bày ra, mình nấu nướng hay là mình dọn dẹp cho kỹ càng từ ngóc ngách. Cùng lắm là Luna chỉ dọn dẹp theo hướng là mình quét nhà, mình hút bụi, xong rồi mình lau nhà sơ thôi. Còn lại nếu mà để sắp xếp mọi thứ mà ngăn nắp thì Luna cũng không có thời gian. Chị nặng 53 kg nè. Ngon quá mọi người ơi. Ừ, Luna ăn để 1,4 người nhìn. Luna hát cho mọi người nghe lại cái bài Trường Sơn Nam Trường Sơn Tây. Luna thích bài đó ghê vậy lắm. Tự nhiên Luna cảm giác Luna hợp với những dòng nhạc đó mọi người. Bất ngờ luôn chưa. Cùng mắt vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường xa trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên đấy. Mưa nhiều con đường mà gánh gạo, muối bay rừng già cho dài mà tay áo. Hết sau rồi anh có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lèn đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường trắng bom thu. Đi về xong rồi cái cũng lạnh lạnh nóng nóng, xong rồi cái nghẹt mũi nữa. So yummy. Chị chưa có tốt nghiệp đại học. Chị còn bảo lưu học ở ngoài đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng của chị còn nguyên, bảo lưu nguyên vậy đó.
Bây giờ thì chị vào đây á, tại vì trường chị là không có liên kết ở trong Sài Gòn, cho nên là chị vẫn bảo lưu ở ngoại. Xong rồi ở đây thì chị học những cái kỹ năng cần thiết cho âm nhạc của chị trước. Xong rồi sau khi mà chị hoạt động xong mà thời gian nó thư thả đâu vào đấy rồi á, chị sẽ quay về đó và học tiếp. Ừ, chị cũng nôn coi Miss Universe nữa nè. Nôn bữa giờ. Hôm bữa chị có coi bán kết. Ừ, chị vẫn còn bảo lưu nguyên 4 năm luôn. Trường cũng thương chị, xong rồi cũng tạo điều kiện cho chị á. Nên là chị sẽ ráng sắp xếp công việc xong ngay, tranh thủ để mà về học tiếp. Chị đang ăn bánh chén. À, cô Tuyết còn dạy không ạ? Cô Tuyết về hưu rồi. Cô Tuyết về hưu được 3-4 năm rồi. Má của chị tên là Tuyết, mọi người hay gọi là cô Tuyết. Cô Tuyết dạy văn về hưu rồi được 3-4 năm rồi. Chị ăn bánh chén Kim Ngọc, bánh chén muối nhuyễn Kim Ngọc. Không, chị học trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu ở thị trấn Vĩnh Điện. Muối tên lên mãi kêu. Muối cho nên chị ngọc sau mãi keo. Ôi trời trời. Thôi chị sẽ chuẩn bị thay đồ nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream. Tối nay yêu mọi người nhiều, lần này sẽ tranh thủ like thêm một hai lần nữa, xong rồi lần này sẽ về quê like tiếp ha. Bye bye mọi người hãy cùng surprise kênh TikTok của Luna để cập nhật.